Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Gần 80 nhà dân ở Bắc Cạn bị tràn đất đá do sạt lở. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Cạn, từ ngày 29 tháng 7 đến 14 giờ ngày 31 tháng 7, tỉnh ghi nhận 79 nhà dân bị đất đá từ ta luy dương sạt lở vào, trong đó nhiều nhất là huyện Na Rì có 34 nhà, huyện Chợ Mới có 25 nhà, huyện Chợ Đồn 11 nhà. Bên cạnh đó, ta luy dương tại tuyến đường Côn Minh huyện Na Rì đi xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, sạt lở đất, đá khiến hai người dân xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông bị thương. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. Ta luy dương sạt lở tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ gây tắc đường cục bộ như quốc lộ 3 kết nối Bắc Cạn, Thái Nguyên, đoạn qua xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, bị sạt lở khoảng 1.500 mét khối đất đá, hiện đã thông đường. Đoạn km 13-14 từ thành phố Bắc Cạn đến thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, bị sạt lở khoảng 50 mét khối đất, đá. Tỉnh lộ 257 đoạn qua thôn Nà Vài, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, bị sạt lở ta luy dương dài khoảng 20 mét, hiện đã thông đường bước 1. Trụ sở công an xã Cư Lễ bị khoảng 80 mét khối đất đá sạt lở tràn vào, trạm y tế xã Quang Phong, huyện Na Rì bị khoảng 150 mét khối, trường mầm non xã Vi Hương, huyện Bạch Thông bị khoảng 35 mét khối tràn vào. Về nông nghiệp, 131,22 hecta lúa, 31,58 hecta ngô, sau màu, 11,62 hecta ao nuôi cá bị ngập, lụt. Các địa phương trong tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ và huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở, hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế. Chỉ đạo, phối hợp với đơn vị quản lý các tuyến đường bị sạt lở, khẩn trương thực hiện các biện pháp thông đường, cắm biển cảnh báo phương tiện, người dân không dừng đỗ tại các vị trí đã bị sạt lở. Mưa lớn gây thiệt hại nhiều nhà dân và hoa màu ở Tuyên Quang. Đêm 30 rạng sáng 31 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm, một số nơi có mưa rất to, gây thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân. Theo ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, thống kê ban đầu cho thấy mưa lớn đã làm hư hỏng và ngập lụt 16 ngôi nhà tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và Yên Sơn, trong đó một nhà ở thôn Nà Thải, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang cần di rời khẩn cấp do xuất hiện vết nước kéo dài tại vị trí ta luy dương, cách sau nhà khoảng 30 mét. Đồng thời, hơn 200 hecta lúa, hơn 71 hecta ngô và rau màu bị ảnh hưởng. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường huyện và đường giao thông liên xã bị sạt lở, nhiều cầu tràn qua suối bị ngập, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Tại huyện Na Hang, quốc lộ 2C tại km 236 cộng 600 đã xảy ra sạt lở ta luy dương, đất trôi xuống vùi lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Tại huyện Yên Sơn, sạt lở đường tuyến Con Rồng, DH02 xã Thái Bình, tuyến đường bê tông thôn 7 xã Hùng Lợi, tuyến đường huyện lộ đi Đá Bản xã Mỹ Bằng ngập 11 điểm cầu tràn tại các xã Hùng Lợi, Công Đa, Kiến Thiết, Tân Long. Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, các địa phương đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các xã, huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, ổn định cuộc sống và tiếp tục thống kê thiệt hại. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 31 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1. Nước lũ dâng cao, ngập tới mái nhà dân ở Triềng Đen, Sơn La. Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, thiệt hại về tài sản, nhà ở, ảnh hưởng tới sinh hoạt và đi lại của người dân. Đặc biệt, nước lũ dâng cao khiến 38 ngôi nhà của các hộ dân tại bản Phiêng Nghè, xã Triềng Đen ngập sâu trong nước biển. Nhiều hộ dân tại bản Phiêng Nghè, xã Triềng Đen, thành phố Sơn La phải di chuyển bằng bè che luồng để vận chuyển hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cũng đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, thiệt hại về người, tài sản, nhà ở của nhân dân. Đặc biệt, nước lũ dâng cao khoảng 10 mét khiến nhiều ngôi nhà của các hộ dân tại bản Phé, xã Tông Cọ ngập hoàn toàn trong biển nước. Bản Phé, xã Tông Cọ có 165 hộ dân sinh sống. Đợt mưa lũ này đã làm nhiều nhà dân bị ngập, trong đó có 35 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn. Nhiều vật dụng gia đình bị lũ cuốn trôi, hư hỏng. Hiện nay, nước đã rút, các hộ dân đang khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa nhà ở, thu gom những tài sản còn sót lại.
cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn do lượng bùn đất lưu lại trong nhà, gầm sàn lối đi khá dày, thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ chưa có điện do bị hỏng đứt, chập đường dây điện. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực huy động các nguồn lực, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt vượt qua khó khăn. Một người dân ở bản Phé, xã Tông Cọ chia sẻ, nước lũ dâng lên rất nhanh nên gia đình không kịp di chuyển các vật dụng trong nhà. Khi nước lũ rút, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, những thứ còn sót lại bị ngập trong nước bùn đất nên hư hỏng, không sử dụng được. Chị mong muốn được cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ gia đình cũng như nhân dân trong bản vượt qua giai đoạn khó khăn này. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, gây thiệt hại lớn đến tài sản, nhà ở của nhân dân. Sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã đang tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời huy động hỗ trợ hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu để nhân dân vùng ngập lụt vượt qua khó khăn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bão lũ trong thời gian tới. Mưa lũ xảy ra từ ngày 23 tháng 7 đã làm gần 290 hộ dân của xã Tông Cọ bị ảnh hưởng, trong đó 39 hộ bị ngập hoàn toàn, 1 hộ bị sập nhà, 5 hộ bị sạt lở đất vào nhà. Ngoài ra, mưa lũ còn làm thiệt hại hơn 40 hecta lúa, khoảng 65 hecta cây ăn quả, hơn 200 hecta ngô và rau màu, gần 12 hecta ao cá của nhân dân trong xã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tông Cọ cho biết, trước mắt, các hàng hóa thiết yếu, vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày được tỉnh, huyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Xã đã phân phát đến nhân dân các bản để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống tinh thần. Đối với các hộ có thể bị ngập lụt, sạt lở đất trong các đợt mưa lũ tiếp theo, xã đã xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền để di dời đến nơi ở mới. Bên cạnh đó, lượng bùn đất trong các hộ dân ngoài đường liên bản, kênh mương còn lắng, đọng rất nhiều. Xã sẽ huy động nhân lực, vật lực, phương tiện, máy móc để san gạt sạch sẽ cho nhân dân đi lại, canh tác được thuận tiện. Sau khi xảy ra mưa lũ, xác động vật bị chết trôi về nhiều nên có thể xảy ra dịch bệnh. Do đó, trạm y tế xã đã lên phương án thu gom phun thuốc khử khuẩn tại các địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ. Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa to liên tục. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 28 tháng 7 đến sáng ngày 31 tháng 7, ở tỉnh liên tục xảy ra mưa to và rất to, làm thiệt hại về người, tài sản, ước tính thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nặng nề cho cuộc sống người dân ở các huyện Định Hóa, Phú Bình, thành phố Sông Công. Mưa lũ đã cuốn trôi một người dân trú tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, khi người này đi làm qua cầu tràn Làng Vẹ, xã Định Biên. Sau gần 13 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại cầu tràn Vằng Trương thuộc xóm Nà To, xã Định Biên. Thiên tai cũng làm một số đường tràn, ngầm tràn bị ngập sâu, sạt lở tại km 9 quốc lộ 3C lấp 1/2 mặt đường. Nhiều đoạn đường liên xã, xóm tại huyện Định Hóa, Phú Lương bị sạt lở ta luy dương. Đặc biệt, tại khu vực Đèo So, huyện Định Hóa đã bị sạt lở, gây ách tắc tuyến đường giao thông quốc lộ 3C từ huyện Định Hóa đi huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào, trong đó có 3 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Hàng nghìn hecta lúa bị ngập úng, một số trang trại chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình có người chết. Đồng thời, các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại và báo cáo theo quy định. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, đến 7 giờ ngày 31 tháng 7, mực nước tại Hồ Núi Cốc đã đạt mức báo động cấp 1 và vẫn đang lên nhanh. Phía vùng hạ du sau tràn vận hành xả lũ hai bên bờ sông Công, cần đề phòng lũ, ngập úng cục bộ. Sạt lở đất có khả năng cuốn trôi người, gia súc, tài sản, cây cối ven sông, suối, ngập cầu tràn. Sạt lở ta luy dương, công trình giao thông, thủy lợi, bãi thải, hầm mỏ, ngập úng cục bộ ở những khu vực trũng thấp, khu dân cư, đô thị. Do vậy,
các địa phương cần tích cực chủ động biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.